Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thái Chuối TV nhá. Xin chào các bạn. Mình đang chuẩn bị đi du lịch thì nghe tin sét đánh, dịch lại đang bùng phát. Mấy đứa nghe tin chưa? Rồi ạ. Đấy, cái gọi là cái dịch Covid. Cả team mình không thể đi công viên nước được nữa, bởi vì là cái dịch bệnh đang rất là phức tạp. Bây giờ đi mà thằng Tùng nó bị nhiễm corona vào thì đúng là team toang. Thì hôm nay anh tập hợp mấy đứa lại để làm clip cho các bạn xem. Mấy đứa nghĩ ra cái ý tưởng nào nó hay ho làm cho khán giả xem không? Anh Thái ơi. Ôi. Hay là hôm nay tao mình làm clip cắm trại đi anh Thái ơi. Mấy cả. Ôi giời, suốt ngày cắm trại không biết chán à? Mày cắm nhiều tí fan không xem nữa, fan nó bỏ đi đấy. Mày nghĩ ý tưởng nào hay hay đi. Tao chưa kịp nói xong mày nhảy mồm tao rồi. Anh Thái ơi, lần này chúng mình cắm trại trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi. Đỉnh núi. À thế hả? Ok các bạn ơi. Leo núi rất là vất vả, anh nhớ phải chuẩn bị đồ ăn cho cái tem ấy nha. Vậy mấy đứa hôm nay muốn ăn cái món gì để anh chuẩn bị nào? Ăn đít gà đi anh. Cái gì? Cái gì à cô Lương à, sao lại ăn đít gà? Ăn đít gà chiên giòn. Trời ơi là trời, sao lại đít gà chiên giòn? À cô Lương có nhớ nhầm sao lại đít gà? Phô cầu ấy gì để gọi đít gà. Các bạn ơi, dịch bệnh đang phức tạp nên là chúng mình sẽ đi lên núi để cắm trại. Tiện thể leo núi nâng cao sức khỏe nhé các bạn nha. Các bạn cũng vậy nhá, nhớ nâng cao sức khỏe bằng việc tập thể dục thể thao thường xuyên đấy các bạn nhá. Okay. Hôm nay bọn mình quyết định là sẽ đi leo núi vào buổi sáng luôn. Trên đó có xây dựng một cái cột cờ rất là to luôn. Bọn mình có thể đứng ở trên núi và cắm trại trên đỉnh núi và ngắm được hết toàn bộ khu mà mình sống luôn các bạn ạ. Bước đầu tiên sẽ phải đi chuẩn bị tất cả những dụng cụ cần thiết. Các bạn ơi, lần này bọn mình đi ra ngoài, bọn mình mang một số đồ ăn lạnh đi nhá. Bọn mình mang mì tô, với lại cánh gà nhá các bạn nhá, và xúc xích. Các bạn ơi, bọn mình đã chuẩn bị một số đá nhá, xong tí bọn mình lấy nước của Tùng chua ở đây uống. Các bạn ơi, bọn mình đã chuẩn bị bếp nướng để mở tiệc trên đỉnh núi. Mình lấy một chai sa tế để chúc ướp cánh gà để nướng. Đây là một chai tương ớt để chấm. Mấy đứa chuẩn bị đầy đủ hết rồi chưa? Em chuẩn bị không thiếu một cái gì rồi, đầy đủ hết rồi. Đầy đủ hết rồi, rồi sao nào? Đây. Ok. Quá. Hình như anh vẫn thiếu. Thiếu gì đâu anh, đủ rồi. Thế này mấy đứa đi đâu? Đi cắm trại. Trại đâu? Trại đâu? Cắm trại. Đấy, đi lấy trại nhanh lên. Ủa rồi, đi cắm trại mà không mang trại. Ủa rồi ôi. Thế nó mới ngầu. Ngầu như cái bồn cầu. Đã đầy đủ mọi thủ tục rồi, bây giờ bọn mình bắt đầu đi leo núi nha các bạn nha. Bọn mình đã đến những cái bậc thang đầu tiên. 4 được rồi. Mình vừa leo núi, mình vừa đếm được bao nhiêu bậc thang nha các bạn nha. Rồi, đếm đi. 2. Ôi anh Thái ơi. Hả? Ôi sao phí nhỉ? Người ta đi chơi mà sao uống sữa rơi hết ra đây này. Đây á? Trời ơi, đây là phân quà mà em. Phân quà. Các bạn ơi, đây là rất là nhiều phân quà bởi vì ở trên này là nơi trú ngụ của quà. Các bạn ơi, trên núi có cả chỗ đựng rác đúng nơi quy định nhá. Ủa, trên núi này ai vứt rác nhỉ? Mờ mà. Không chỉ có thùng rác mà có cả đèn luôn đấy. Kìa kìa. Mấy đứa kia nó cậy, nó mang đồ nhẹ. Nó phi lên dốc như bay luôn các bạn ạ. Mình mang thùng đá này 3 cân. Em vậy, em mang cái lều mấy cân này? 5 cân. Trời ơi, bao giờ mới đến cột cờ đây? Ôi, đến rồi, quần này. Đâu, đâu? Đây, quần điện, quần cột cờ, quần đâu? Các bạn ơi, ngồi nghỉ tí mệt lắm rồi. Wow, đẹp quá, cú nó đẹp không? Đẹp. Wow. Tùng ơi, mày đang nghỉ cất chim à? Dạ ơi. Hả? Sao mày không nói sớm? Tao tưởng là kem tí ra cho mờ mút rồi. Mẹ, trời ơi. Trời ơi. Ở trên này nóng mà không có gió các bạn ạ. Quả này cắm trại toang rồi. Vì tại bike với Khanh tiểu thư nó không cầm gì, nó phi nhanh quá. Mình tiếp đây. Sắp đến rồi các bạn nhá. Chưa? Mình nhìn thấy có lá cờ đấy.
đẹp quá bạn ơi. Wow, các bạn ơi, cột cờ kia rồi, lấp ló kia rồi, yeah. Đẹp quá. Đến rồi các bạn ơi. Mệt chưa? Không phải đi nào. Đếm vừa rồi Khanh bảo đếm, đếm được bao nhiêu bậc vậy? Em đếm được 51 bậc. Bao nhiêu? 451. Cuối cùng mình cũng lần ăn cột cờ, yeah. Anh Tùng ơi, cột cờ ở trên đây mà. Anh Tùng cứ đi tiếp đi, còn 200 bậc nữa mà. Trên này mát thật các bạn ạ. Lát gạch sạch sẽ luôn. 501. Mát. Mát thật đấy. Trên này gió rất là mát nha. Gió bay tung hết tóc lên này. Wow. Biển kìa các bạn ơi. Ở đây, ở trên này bọn mình có thể nhìn thấy biển này. Đây, ở đây mình có thể nhìn thấy hết được cả toàn cảnh của cái xóm mình luôn. Của cái xã mình luôn này. Nhưng mà mặt mình to thì mình sẽ... Phía kia là biển. À, đây là con khỉ. Lần này không thể sai rồi. Mình đã đến cột cờ rồi. Trên này gió rất là mát nha các bạn ạ. Gió bay phiu 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 phiu. Gió bay tung tóe tóc này. Gió bay tung tóe tóc. Các bạn ơi, trên này gió rất là mát nha. Gió bay tung hết tóc lên này. Các bạn ơi, cái cột được gắn rất là chắc chắn nha. Cái ốc to tướng này. To bằng cái đầu thằng Tùng luôn. Mày bị vấn đề quang học à? Các bạn ơi, chỗ này được dính đá rất là tỉ mỉ luôn. Đấy, từng viên đá một, từng viên đá một. Phê quá. À Diễn. Ok các bạn, mình đã dừng xong trại rồi. Yeah. Trời ơi, sao mày dừng cái chỗ nắng này, chỗ trong kia mày không dừng. Vào lều đi, anh em vào lều đi. Cửa đây, mày nóng hoa mất à. Mình cứ cửa kia là cái cửa. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho gà lên nướng nha. Các bạn ơi, bây giờ trưa rồi, trời bắt đầu đổ rồi, là nắng rồi các bạn ạ. À. À, bọn mình ăn cánh gà xong là bọn mình về thôi, bọn mình xuống núi thôi, không đấy đâu, nắng lắm. Quá đã các bạn ơi. Không thể tiếu tơ rồi các bạn ạ. À. Anh xin giới thiệu anh là công tử. Chi Su hân hạnh tại chương trình này. Bây giờ bọn mình ăn cánh gà xong rồi đi về thôi. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn. Món gì? Nhiệm vụ quan trọng trước khi đi về mấy đứa có biết không? Có. Dọn đồ. Dọn đồ thôi à? Ăn dọn sạch dọn rác. Đúng rồi. Bây giờ trước khi về chúng ta sẽ phải vệ sinh hết khu vực này nữa các bạn nhá.